đã cho mình một lon sữa gà nhé. Rồi đây là Stitch đây. Hôm nay mình sẽ thử thách 24 giờ cho 24 giờ sẽ thử thách cho Stitch bắt cua và đi mê cung thôi. Hết các bạn thích video hãy để cho mình một like nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Giờ thì bắt cua trước hay là kia trước? Tôi không biết. Dạ, ông sẽ đi mê cung trước đi. Rồi đó. Cổng gà cho nào bắt đầu nha. Chưa. Đừng có nói. Rồi bắt đầu. Đi thôi, chỉnh chị sẽ bỏ gần luôn. Các bạn đợi chút mình sẽ chỉnh chị sáng. Đúng rồi. Biết. Biết luôn. Đi sao đưa rồi. Bắt đầu đi. Rồi bắt đầu. Rồi đi đi. Kì vậy? Đi cho tao nhìn đi tao về. Tao biết à. Tới chỗ thì ông sẽ có một món quà ứ à. À, thấy đường ra tay đường này không? Hồi tôi nuôi luôn giờ đó. Cái này tôi nuôi thì không phải nuôi giả. Tôi nói thiệt. Ê! Tôi nói thật lòng luôn. Chân thật luôn. Hồi tôi nuôi thì tường cao không thấy gì trơn. Trên gian hả? Gian tôi không có được đâu. Tôi thấy tôi làm tôi thấy hai lớp à, thấy gì đặt năng thêm lớp nữa. À đường ra đó không? Tâm giết tường rồi xem. Nè các bạn nó ấm đây nào đó. Đúng rồi, ít thường để xem ông thử không đi đâu rồi rồi à nữa rồi dính dưới tường nữa rồi nó hẹp với các bạn Stitch chơi gà lắm đó các bạn ơi. Chào hứa trở lại chỗ cũ à. Chạy vô lại bà con ơi. Thấy Stitch chơi gà chưa các bạn nha. Ai cực. Nếu ai thấy Stitch chơi gà các bạn hãy comment nó dưới. Comment nó dưới nè các bạn. Thường thường người ta chơi là cứ đi thẳng quẹo phải ra. Bây giờ ôm góc đường quẹo phải. Rồi đường cùng quẹo phải. Rồi đường quẹo trái. Rồi mệt quá. Đơ luôn rồi, đứng đơ luôn rồi. Rồi các bạn ơi, gần ơi, gần ơi. Kìa gà, người thấy các bạn chơi gà thấy bạn rất là già không? Trời ơi. Thank you.
Gà quá. Gà chị thích chơi gà quá các bạn ơi. Thì ổng còn tới giờ các bạn ơi, các bạn ơi. Đây. Anh đang tìm đường rồi các bạn ơi. Suy nghĩ tìm đường chỗ nào vậy ta? Ngu thiệt chứ không phải giả vờ ngu. Ở đường đi quá à. Đường khó đi cái gì em đâu có biết đi đâu. Ủa đường sao dài quá ta, chắc đường này cái gì. Chết rồi các bạn ơi, chết rồi. Đường nào đường ra vậy? Ôi cái này hơi lạ nha. Ôi các bạn ơi, chết rồi. Ôi ơi. Thắng ơi. Rồi. Ông vô nhận kim cương đi, trong cái gương á. Rồi thoát ra luôn, mất đi kim cương rồi. Đừng lo. Ngu quá à, bạn này ngu quá à. Ơi kim cương nè. Stitch chưa láo quá các bạn ơi. Ôi ghê quá, ghê quá. Cái này là gì đây? Dễ thôi là rồi, đây là phần phần kế tiếp. Phần bắt cua cho Stitch đây. Bắt cua là easy hả? Đây là giúp đến đây. Đó, qua đây bắt cua nè. Không cho mình, không cho ông coi đâu. Không cho ông coi đâu. Tôi sẽ giấu kim cương của tôi vô. Tôi sẽ giấu kim cương của tôi vô, không cho ông biết đâu. Tôi thông minh lắm. Đi ra, đi ra, đi ra. Lấy cho kim cương hả? Thông minh lắm. Ủa còn kim cương nè. Ông thông minh lắm. Đít rồi. À bắt cua phải không? Ủa ông đâu rồi? Hồi mình sẽ chơi ông hướng dẫn hai. Bên đó. Kia là đến đích ha. Ờ, kim cương bến nè. Rồi đó, ông chơi bắt đầu. Lên vẫn được mà, easy. Easy nè. Easy nhưng mà, cái này easy thôi mà. Để cái cũ rồi. Easy thôi mà, ây da, sắp chết rồi. Có đồ ăn ngon thì tôi nhà ăn trái rồi. Tức. Tức còn hơn chữ tức. Ờ tức quá tức quá. Đi. Ok. Dễ thôi mà. Này là easy thôi, easy thôi, easy. Ăn tức luôn rồi. À, đích của tôi đây rồi. Ôi. Ok, lần này mình sẽ chơi. Rất vui luôn các bạn ơi. Lần này mình sẽ chơi ăn gian mọi người ơi. Bây giờ nhìn tôi chỗ ta đây. Lỗi lava. Nãy là easy thôi. Ôi chết nữa rồi.
bạn thấy sao, thích thấy sao các bạn hãy comment dưới nhé. Các bạn nhớ để comment cho mình biết nha. Qua luôn phải không? Nhìn thấy qua phải không? Easy thôi mà. Oh shit. Rồi Thắng ơi, sao giờ? Cúp kim cương. Đâu? Cúp đâu? Ok, đưa tôi cái cúp coi. Nhà hai tội nghiệp quá, cho cúp nè quê. Ừ, tội nghiệp tôi là tôi đứng cái đeo lột quần xuống giờ. Bận quần da ha. À, cho ông. Sợ mai giết lộn rồi phải không? Đáng quần là mang quần da vô. Đừng ké hả? Đừng ké hả? Nữa. Các bạn ơi, clip hôm nay đã hết. Các bạn hết video hãy để cho mình một like và subscribe ha. Nếu như ai nói là thích chơi gà quá thì các bạn thấy mình lượm ở dưới thấy các bạn. Clip hôm nay đã hết. Hello my friend. Lần sau nó sẽ là một clip mới nha. Bye bye.